Vâng, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ đây thì Bảo Trâm sẽ xin giới thiệu đến với các bạn về SANIC International Student Program, gọi tắt đó là SISP, hay còn gọi là chương trình giáo dục quốc tế SANIC. Thì ở trung tâm này thì bao gồm 3 trường trung học đẳng cấp trên thế giới dành cho các học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, dao động là từ 600 đến 900 học sinh cho mỗi trường mà thôi. Ở trường thì là thuộc hội đồng trường SANIC khu vực ngoại ô thành phố Victoria ở tỉnh British Columbia. Và các trường thì sẽ chào đón du học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, từ hơn 15 quốc gia khác nhau để tham gia các chương trình học trải nghiệm trong một năm, hoặc cho tới khi là tốt nghiệp thì tối thiểu là trong khoảng 2 năm. Và thành phố Victoria là thủ phủ của tỉnh bang British Columbia, Canada. Thì thành phố này nằm ở trên mũi phía nam của đảo Vancouver, ngoài khơi của bờ biển Thái Bình Dương, Canada, với dân số là hơn 350.000 người và tọa lạc tại bờ biển. Thì Victoria là thành phố lớn thứ hai tại phía bờ Tây của Canada, có khí hậu ôn hòa. Và đây cũng là thành phố được xếp hạng nhất trong 10 thành phố đẹp trên thế giới, còn được mệnh danh đó là viên ngọc quý của Canada. Điểm nổi bật là sạch sẽ, yên tĩnh, thân thiện và an toàn. Còn về chương trình dạy thì như thế nào? Đó là ở mỗi trường thì sẽ dạy từ lớp 9 cho đến lớp 12. Còn mỗi năm thì sẽ có 2 học kỳ. Học kỳ 1 là từ tháng 9 cho đến tháng 1. Học kỳ 2 đó là từ tháng 2 cho đến tháng 6. Và mỗi một học kỳ thì sẽ có 4 khóa học. Mỗi khóa học thì chúng ta sẽ có 4 tín chỉ, gồm những cái môn học bắt buộc và những môn học tự chọn. Về môn học bắt buộc thì có là tiếng Anh, nghiên cứu xã hội, khoa học và toán. Còn các môn học tự chọn thì các bạn có thể lựa chọn những môn như là luật, tâm lý, quản trị kinh doanh, kế toán, marketing, nghệ thuật hoặc là về năng khiếu. Ở trường thì còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp cho học sinh có thể tự khám phá những điều mới mẻ và hấp dẫn, cũng như là tìm hiểu về văn hóa và những hoạt động xung quanh của mình. Trường thì có một trung tâm luyện thi và khảo thí về TOEFL, chương trình đôi bạn cùng tiến, học kèm sau những giờ học, hoặc là các chương trình học thuật đặc biệt để phát triển về kỹ năng. Những chương trình này đều được cấp những cái chứng chỉ tốt nghiệp cho bạn. Hoặc là về các chương trình khác như là chương trình Anh ngữ ESL, các chương trình mùa hè, hoặc là chương trình xếp lớp nâng cao là AP. Còn về vấn đề chi phí thì nó sẽ dao động từ khoảng 22.450 đô la Canada, thì sẽ bao gồm cả học phí và chi phí sinh hoạt. Còn những thắc mắc nào về thủ tục du học Canada như thế nào, các bạn cũng có thể liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Ngoài ra chúng tôi còn có 2 chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Hoặc cần thêm thông tin gì nữa, các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc là truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới, mức sống cao, môi trường hiếu khách, sạch đẹp, một nơi an toàn để học tập, một quốc gia công nghệ cao. Thì thực sự Canada là một điểm đến để du học, và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn Nguyễn Thụy Thanh Trúc, một du học sinh vừa đậu visa Canada. Xin chào Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em tên Nguyễn Thụy Thanh Trúc, em học trường trung học phổ thông Cần Giuộc. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong và đã nhận được visa du học Canada. Thì tại sao em lại chọn Canada du học mà không chọn nước khác? Dạ tại vì em có người thân ở bên Canada và ba mẹ em cũng yên tâm để gắm em qua bên du học, bên đó du học. Thì qua Canada em sẽ học ngành gì? Dạ em sẽ học ngành kế toán tại trường SET Polytechnic. Thì tổng thời gian của em học bên đó đi lấy bằng đại học là hết bao nhiêu năm? Dạ em học 1 năm Anh văn và 4 năm học chuyên ngành. Sau 5 năm em sẽ nhận được bằng đại học tại trường. Thì cái dự định của em sau khi có bằng đại học tại Canada thì như thế nào? Dạ em sẽ quay lại Việt Nam và sẽ phụ giúp cho chú em, bởi vì chú em có công ty chuyên phân phối và sản xuất hạt điều tại Việt Nam. Thì qua đâu em biết được công ty Tân Đại Dương? Dạ em tìm hiểu qua trên Facebook và em đã inbox cho tư vấn viên của công ty. Em có đến công ty và gặp chị Quỳnh. Theo nguyện vọng của em là học ngành kế toán, chị Quỳnh đã đưa cho em trường tại Canada. Và sau 2 tiếng em với chị Quỳnh trao đổi với nhau thì em đã chọn được trường SET Polytechnic. Các anh chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, nhất là chị Quỳnh.
Thì một lần nữa thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Thanh Trúc đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay. Tân Đại Dương xin chúc cho em qua Canada học tập thật tốt. Dạ, em cảm ơn chị. Xin chào em.